Liên tiếp trong thời gian qua xảy ra các vụ ngộ độc liên quan đến quả rừng khiến cho nhiều trẻ nhỏ bị thiệt mạng. Sau vụ 3 trẻ nhỏ tại tỉnh Cao Bằng tử vong vì hái quả dại mọc trên rừng về ăn, nay lại có thêm 2 bé ở tỉnh Hà Giang chết vì một loại quả có cái tên là hồng châu. Theo thông tin từ cơ quan chức năng huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, trong lúc đi chăn dê, 3 em nhỏ đã ăn quả rừng dại ở thôn Cò Súng, xã Sơn Vĩ, khiến 2 em tử vong. Khi bị ngộ độc, các gia đình đã đưa 3 em đến bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc trong tình trạng nguy kịch, song chỉ có một người qua khỏi. Trước đó, một số em nhỏ tại tỉnh Cao Bằng đã hái quả dại mọc trên rừng có màu tím, tròn, hạt bên trong màu hồng về ăn. Sau đó, tất cả các em đều có biểu hiện bị ngộ độc và 3 em trong số đó đã tử vong. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết, kết quả bước đầu xác định loại quả gây ngộ độc là cây hồng châu, họ Màn Màn. Loại cây này có quả và hạt độc, tuy nhiên chưa có các nghiên cứu chi tiết về độc tính của chúng. Hiện Trung tâm Phòng chống độc Học viện Quân y đang phối hợp nghiên cứu, thử nghiệm độc tính trên cùi của quả và nhân hạt cây hồng châu trên chuột, thỏ.